Chúa cùng anh chị em. Vợ cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đang nói thì có một kỳ mục đến lại người mà thưa rằng: Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có một người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo người thôi thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người rằng: Và khi đã xua đuổi đám đông ra ngoài, người cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, đức tin là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống của mỗi người chúng ta, không phải là do công trạng của chúng ta đắc thủ được. Thế nhưng đứng trước hồng ân đức tin thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cần phải thực hiện, cần phải hành động trong đời sống của mình. Điều này đã được Thánh Gia-cô-bê đã thốt lên bằng một lời đầy xác tín: Đức tin không có hành động là một đức tin chết. Vậy thì tôi cần phải thực hiện hành động đức tin đó như thế nào trong cuộc sống của mình? Và những điều tôi hành động đó là những điều nào? Phải chăng là những lời mời gọi đọc kinh hôm, kinh mai thường ngày? Phải chăng đó là điều mà chúng ta cần phải trung thành trong bổn phận tham diệt thánh lễ ngày Chúa Nhật và chu toàn tốt những bổn phận của các bí tích? Phải chăng đó là những điều răn mà Chúa mời gọi chúng ta phải thực hiện? Thưa đúng, nhưng tất cả những tâm tình đạo đức đó tôi không chỉ thực hiện khi chúng ta được bình an, khi chúng ta được sung túc, khi mọi người chúng ta đang sống trong một đời sống vui vẻ, mà Chúa muốn mọi người chúng ta phải thực hiện tất cả những điều đó khi bình an, cũng như là khi chúng ta gặp thử thách trong cuộc sống của mình. Bởi vì khi chúng ta luôn trung thành với Chúa mọi nơi mọi lúc và trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào, thì chúng ta mới có thể cảm nhận được hiệu quả của lòng tin như thế nào. Trong câu chuyện tin mừng mà chúng ta vừa nghe đã gợi lên cho chúng ta thấy được hai cái hình ảnh đó: nhờ tin vào Chúa một cách tuyệt đối mà họ đã cảm nhận được hiệu quả lòng tin trong đời sống của mình. Câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện của một vị kỳ mục. Ông đã chạy đến với Chúa và thưa lên rằng: Thưa Ngài, con bé nhà tôi đã chết rồi. Đối với tất cả mọi người, khi mà trong cuộc sống con người của chúng ta đứng trước cái chết thì tôi phải làm gì? Dường như những người xung quanh đã đem kèn đến, họ tụ họp lại để mà họ
chuẩn bị cho một cái việc đi chôn một người chết. Thế nhưng ông chủ nhà này giờ phút này không phải là ở nhà để lo những công việc đó, nhưng ông đã chạy đến Chúa và thưa lên rằng: con bé nhà tôi đã chết, nhưng mà xin Thầy đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Ông tin vào điều đó, và chính niềm tin đó đã giúp cho ông thấy được hiệu quả của lòng tin. Rồi một câu chuyện khác đã trình bày cho chúng ta. Một người đàn bà loạn huyết đã 12 năm, dường như đã chạy thầy nhưng mà không bao giờ được thuyên giảm. Và khi biết Đức Giêsu đi qua, bà chỉ ao ước một điều duy nhất và rất âm thầm: tôi chỉ chạm đến áo người thôi thì căn bệnh của tôi sẽ được bình phục. Cho nên chúng ta thấy khi mà trong cuộc sống con người của chúng ta tin Chúa đến mức độ nào thì Chúa sẽ ban cho chúng ta được ơn đến với mức độ mà chúng ta tin trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay qua những điều đó, Chúa cũng muốn nói với tất cả mọi người chúng ta trong hoàn cảnh này. Phải chăng là tất cả mọi người chúng ta đang chứng kiến một cơn đại dịch? Nó không chỉ xảy ra một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, mà dường như nó đã xảy ra hơn một năm trời rồi. Nó không chỉ xảy ra ở đất nước Việt Nam của chúng ta, mà nó đã len lỏi khắp nơi trên tất cả các nước ở thế giới. Phải chăng đứng trước những cơn dịch như thế này thì làm cho mọi người chúng ta cảm thấy mình hoang mang, mình sợ sệt, và thậm chí có người lung lay niềm tin và đánh mất đức tin trong đời sống của mình. Chúa muốn chúng ta phải ý thức rằng dù trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào, tôi cần phải đặt niềm tin của mình vào Chúa, để nhờ niềm tin đó mà một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể thấy được hiệu quả đức tin mà Chúa ban cho mọi người chúng ta. Điều quan trọng trong cuộc sống là tôi kiên nhẫn để chờ đợi Chúa ban ơn cho chúng ta trong cuộc sống của mình như thế nào. Người ta kể về một cái câu chuyện như thế này, là có một anh chàng đó được lên thiên đàng. Và khi được lên thiên đàng gặp Chúa thì anh ta đã hỏi Chúa: thưa Chúa, một đời người ở trần gian thì bằng bao nhiêu ngày ở thiên đàng? Lúc đó Chúa mới nói với anh ta: một đời người ở trần gian thì chỉ bằng một ngày ở trên thiên đàng mà thôi. Và anh ta tiếp tục hỏi Chúa: vậy thì một kho báu ở trần gian này giá trị bằng bao nhiêu tiền ở thiên đàng? Lúc đó thì Chúa mới nói với anh ta: một kho báu ở trần gian này thì chỉ bằng một đồng tiền ở thiên đàng mà thôi. Lúc này thì anh ta giọt miệng và xin Chúa rằng: vậy thì xin Chúa hãy cho con chỉ một phần tư xu ở thiên đàng mà thôi. Có nghĩa là nhờ đó mà anh sẽ có một cái số tiền rất lớn ở trần gian này để nuôi sống cho bản thân của anh. Và lúc đó thì Chúa mới trả lời với anh ta rằng: hãy chờ ta trong một phút. Một phút ở thiên đàng thì cũng có thể là rất là nhiều năm, một cái đoạn đường dài trong cuộc sống con người chúng ta ở trần gian. Điều đó cho chúng ta thấy Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, nhưng điều quan trọng là tôi có kiên nhẫn để chờ đợi Chúa ban ơn trong cuộc sống của chúng ta hay không. Đó là điều Chúa muốn chúng ta phải thực hiện trong cuộc đời của mình. Tôi còn nhớ một bài hát của tác giả có tên gọi là Cho Con Vững Tin, của linh mục Phạm
Phạm Duy đã viết lên những lời đầy ý nghĩa và rất đúng. Và tôi xin mượn cái lời nguyện cho chúng ta trong giờ phút này. Ngài đã viết như thế này: Con tự vững rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo sóng gió, bên trời ngập cơn mưa giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Và Ngài viết tiếp: Vì lại Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, nên con cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, trong an vui cũng như trong sầu đầy. Xin Chúa cho mọi người chúng ta được ơn trung thành với Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời của mình, để nhờ đó mà mỗi ngày chúng ta sẽ cảm nhận được hiệu quả của lòng tin. Amen.